Kính thưa các bạn, hôm nay mình xin trân trọng giới thiệu một loạt video về giá trị của xiêm phổi tại giường trong chẩn đoán nguyên nhân suy hấp cấp. Thì chuyên đề này mình mong muốn rằng sẽ góp phần thay đổi quan điểm của các bạn về siêu âm phổi. Vì nhiều người vẫn cho rằng xiêm phổi không giá trị trong chẩn đoán nguyên nhân suy hấp cấp và các bệnh lý liên quan đến phổi, ngoại trừ vấn đề tràn dịch màng phổi. Và video này cũng hy vọng rằng sẽ góp phần giúp các bác sĩ mà muốn tìm hiểu và áp dụng xiêm phổi trong thực hành lâm sàng, đặc biệt là trong môi trường hồi sức cấp cứu đầy căng thẳng và quá tải như Việt Nam hiện nay. Thì mình sẽ chia cái bài giảng này ra làm nhiều video để cho dễ thực hiện và để cho các bạn đỡ nản khi theo dõi. Vì phần thứ nhất mình sẽ giới thiệu đó là phần đại cương về xiêm phổi. Đây là một tình huống lâm sàng mà chúng ta, những bác sĩ lâm sàng rất thường gặp, đặc biệt là các bác sĩ cấp cứu. Đó là tình huống một bệnh nhân nam 68 tuổi, không có thân nhân, nhập vào khoa cấp cứu vì khó thở. Bệnh sử thì chúng ta không thể khai thác được, tại vì bệnh nhân lo thở thôi, không thể nào đủ sức để trả lời được. Bệnh nhân thì kích thích, mặc dù tỉnh, mạch nhanh 130 lần trên phút, huyết áp 9/6, thở nhanh 30 lần trên phút, co kéo cơ phụ, nhiệt độ là 37,5 độ C. Khám thì thấy tim loạn nhịp nhanh, phổi thì ren ngáy ren rít hai bên. Bệnh nhân có suy hấp với SpO2 là 80%, khi thở với khí trời, thở co kéo cơ phụ, các cơ quan khác thì chưa phát hiện bất thường. Thì như chúng ta đã biết, suy hấp cấp là một trong những tình huống thường gặp ở trong cấp cứu và nó có thể gây nguy hiểm tính mạng cho bệnh nhân nhanh chóng nếu như chúng ta không điều trị kịp thời. Và đây cũng là một tình huống mà bệnh nhân rất là căng thẳng và nhân viên y tế thì bị áp lực rất là cao, đòi hỏi phải chẩn đoán nhanh nguyên nhân suy hấp cấp để đưa ra được phương tiện điều trị phù hợp. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào chúng ta cũng có thể chẩn đoán được. Ví dụ như tình huống này thì thường chúng ta nghĩ nhiều bệnh nhân có thể là bị đứt cấp CVD, có thể là hen phế quản hoặc có thể là OAP, như là OAP giai đoạn mô kẽ chẳng hạn. Nhưng cũng có trường hợp bệnh nhân bị tràn khí màng phổi hoặc viêm phổi hoặc thuyên tắc phổi. Thì bây giờ chúng ta có phương tiện nào để giúp chẩn đoán nhanh, chính xác và ít gây hại, lại tiết kiệm, dễ sử dụng cho bệnh nhân hay không? Như chúng ta đã biết, khám lâm sàng đơn thuần thì nó có độ nhạy và độ chuyên rất là thấp, nên độ chính xác trong chẩn đoán không cao. Các phương tiện cận lâm sàng mà chúng ta thường dùng như X-quang phổi thì không giúp chúng ta chẩn đoán nhanh, nhiều khi chúng ta phải chờ đợi rất là lâu mới có kết quả, với độ chính xác cũng không cao và bệnh nhân thì có nguy cơ nhiễm xạ, đặc biệt là những đối tượng nhạy cảm, ví dụ như phụ nữ có thai, hoặc là người ta còn có một số nghiên cứu là ví dụ bệnh nhân chụp CT chẳng hạn, nó có thể làm tăng nguy cơ ung thư cho những bệnh nhân mà có cái gen BRCA1 chẳng hạn. Và các xét nghiệm thì phải chờ đợi lâu, ví dụ như BNP rất chờ đợi lâu mà rất là tốn kém. Và các phương tiện cận lâm sàng cao cấp như là CT, MRI thì nó có chi phí rất là cao và bệnh nhân mất nhiều thời gian chờ đợi, cũng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Ví dụ như cái tình huống bệnh nhân suy hấp cấp này, bệnh nhân đang phải ngồi thở, đâu thế nào mà cho bệnh nhân nằm để chụp CT hay MRI được. Đây là một nghiên cứu mà người ta thực hiện trên những bệnh nhân bị RDS để so sánh giá trị của khám lâm sàng, X-quang và xiêm phổi. Và người ta chia ra làm các hội chứng như là tràn dịch màng phổi, hội chứng đông đặc, phế nang và hội chứng mô kẽ. Thì ở đây chúng ta thấy nổi trội là giá trị chẩn đoán, độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác của xiêm phổi thường là trên 90%. Trong khi đó, các phương tiện mà chúng ta vẫn thường dùng, ví dụ khám, có độ nhạy, độ đặc hiệu rất thấp, X-quang cũng chẳng là cao, nổi trội là xiêm phổi. Nhiều người cho chúng ta lại không tin, thực sự bây giờ vẫn nhiều bác sĩ vẫn không tin là có xiêm phổi ngoài vấn đề đánh giá tràn dịch màng phổi. Thì điều này cũng dễ hiểu. Như chúng ta đã biết, Harrison là cuốn sách gọi là sách nội khoa gối đầu giường của các bác sĩ từ thời sinh viên. Thì Harrison năm 1992 có câu:
khí là một hàng rào mà sóng siêu âm không thể đi qua được, cản sóng siêu âm, hay chúng ta vẫn nói là khí là kẻ thù siêu âm. Phổi thì toàn là khí, sao mà khảo sát được? Harrison năm 2001 cũng có câu sóng siêu âm thì không hữu ích trong đánh giá nhu mô phổi. Cho đến năm 2005 cũng vẫn còn một câu, đó là vì năng lượng siêu âm nó sẽ bị tan biến nhanh chóng trong khí, vì thế mà hình ảnh siêu âm là không hữu ích trong đánh giá nhu mô phổi. Nhưng mà rõ ràng cái nghiên cứu vừa rồi cho chúng ta thấy rằng siêu âm rất có giá trị trong đánh giá các bệnh lý về phổi. Vậy thì phải chăng có một cái phương tiện siêu âm, một cái máy siêu âm, một cái đầu dò siêu âm nào đặc biệt để đánh giá phổi hay không? Là một bác sĩ cấp cứu hiện nay theo chuẩn quốc tế thì người ta sẽ phải khảo sát rất là nhiều cơ quan, không chỉ riêng là phổi. Đây là các cơ quan mà một bác sĩ chuyên khoa cấp cứu phải đánh giá. Ví dụ, chúng ta phải đánh giá thần kinh thị, xem bệnh nhân có bị tăng nhãn áp trong chấn thương sọ não hay không, có bị bong võng mạc trong chấn thương hay không, hay là đánh giá tim, coi chức năng tim như thế nào, có bị chèn ép tim cấp hay không, đánh giá về phổi như trong chuyên đề này, đánh giá nguyên nhân của suy hấp cấp, hay là đánh giá tĩnh mạch chủ dưới, xem đáp ứng bù dịch của bệnh nhân như thế nào, đánh giá động mạch chủ, xem là bệnh nhân có bị vỡ động mạch chủ hay không, hay là những bệnh nhân chấn thương có bị vỡ tạng hay không, đánh giá huyết khối tĩnh mạch chi dưới để đánh giá nguy cơ bệnh nhân bị thuyên tắc phổi, hay là siêu âm để hướng dẫn thủ thuật như là mở khí quản, chọc dịch màng bụng, màng phổi, đặt CBC. Gần như là chúng ta thấy bác sĩ cấp cứu phải đánh giá tất cả các cơ quan trong cơ thể. Mà trong môi trường cấp cứu mà như các cơ quan này, không lẽ tim chúng ta sử dụng đầu dò siêu tim, phổi chúng ta sử dụng đầu dò siêu nào đây, hay là mạch máu sử dụng đầu dò mạch máu, vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng tất cả các đầu dò hay sao? Vậy thì có một đầu dò nào duy nhất để siêu âm tất cả các cơ quan này hay không thì nó mới bảo đảm được nhanh, kinh tế mà vẫn đạt được độ chính xác như mong muốn. Đây là một nghiên cứu của tác giả Lee Stantay. Nói Lee Stantay chính là cha đẻ của siêu âm phổi. Ông từ năm 1989 ông đã bắt đầu nghiên cứu về siêu âm phổi, siêu âm trong hồi sức cấp cứu, đặc biệt là siêu âm phổi. Thì ông, mọi người vẫn gọi ông là cha đẻ của siêu âm phổi. Thì nghiên cứu này chúng ta thấy rằng cái đường nằm ngang nó chính là tần suất bệnh thường gặp trong cấp cứu hồi sức. Ví dụ ở đây chúng ta thấy phổi, bụng, tim là những bệnh lý mà thường hay gặp trong hồi sức cấp cứu. Và cái đường, cái bề cao này nó chính là mức độ nặng của bệnh lý. Ví dụ như là phổi và tim là những bệnh lý mà thường nặng nhất ở trong hồi sức cấp cứu. Thì với đầu dò tim, chúng ta có thể đánh giá tốt vấn đề tim mạch trong hồi sức cấp cứu, nhưng các cơ quan khác thì lại không tốt. Với đầu dò siêu âm bụng, thường là đầu dò 3.5 cong lớn, thì chúng ta chủ yếu đánh giá được các vấn đề về bụng, các vấn đề khác lại không tốt. Với đầu dò mạch máu, thường là khoảng 7.7 MHz, thì chúng ta chủ yếu chúng ta đánh giá được mạch máu thôi, các cơ quan khác càng tệ hơn nữa. Nhưng với đầu dò cong nhỏ 5 MHz, đây là đầu dò cong nhỏ 5 MHz, thì chúng ta thấy ở đây chúng ta đánh giá được gần như toàn bộ các cơ quan trong hồi sức cấp cứu, từ tim, phổi, mạch máu, bụng, đầu và hướng dẫn thủ thuật. Đây là đầu dò 5 MHz, đầu dò cong nhỏ theo Distantay, đây là đầu dò ưu việt nhất trong hồi sức cấp cứu. Chỉ cần một đầu dò chúng ta có thể đánh giá được toàn bộ cơ thể bệnh nhân. Và xin nhắc lại, đây là các cơ quan chúng ta cần đánh giá trong hồi sức cấp cứu. Thì tùy theo đầu dò với độ sâu khác nhau sẽ đánh giá các cơ quan, đánh giá được các cơ quan khác nhau. Ví dụ đầu dò mạch máu không thể ôm hết tất cả các cơ quan chúng ta cần khảo sát. Đầu dò tim, đầu dò bụng cũng không thể nào ôm hết tất cả các cơ quan cần khảo sát. Nhưng nếu được chọn một đầu dò thì đầu dò cong nhỏ là tốt nhất. Tuy nhiên trong môi trường cấp cứu hiện nay, chúng ta thật sự các phòng siêu âm rất hiếm nơi có đầu dò cong nhỏ. Thì theo như kinh nghiệm của mình vẫn thực hiện, thì nếu không có đầu dò cong nhỏ, các bạn có một cái đầu dò mạch máu và một cái đầu dò bụng là cũng gần như chúng ta có thể khảo sát được các cơ quan trong hồi sức cấp cứu.
Tuy nhiên, một số tình huống thì nếu có đầu giờ tim nữa thì vẫn là ưu việt hơn. Nhưng với điều kiện kinh tế khó khăn thì đầu giờ mạch máu và đầu giờ bụng là có thể đạt được. Vậy máy siêu âm nào là phù hợp trong hồi sức cấp cứu? Với cái máy siêu âm này chúng ta thấy nó rất là đồ sộ, nhìn nó đẹp nhưng mà nó đồ sộ. Rõ ràng là nó không phù hợp trong cái tình trạng quá tải ở các khoa cấp cứu hồi sức và các khoa trại ở Việt Nam hiện nay. Vì bệnh nhân nằm san sát nhau, băng ca nằm sát nhau, với máy này không thể nào mà đi lọt vào giữa các khoảng cách như vậy được. Với đầu giò nhỏ, mini pocket bỏ túi như thế này thì có lẽ là lý tưởng nếu sắm cho mỗi bác sĩ cái. Tuy nhiên kinh nghiệm của mình thấy rằng mặc dù nó tiện thật đấy nhưng mà hình ảnh nó lại rất là nhỏ nên chúng ta có thể bỏ sót tổn thương, bỏ sót triệu chứng. Và theo mình thì cái máy siêu âm mà lý tưởng nhất chính là máy siêu âm này. Máy siêu âm giống như một cái laptop, chúng ta có thể xách tới tận giường bệnh bệnh nhân và thực hiện với kích thước hình ảnh tương đối lớn để chúng ta khảo sát. Và nếu có một cái đầu giò cong nhỏ 50 Hz nữa là tuyệt nhất. Ở đây xin đố các bạn, với hình ảnh 2 KB này thì đây là con chó hay con mèo? Rõ ràng chúng ta không thể nào biết được. Nhưng với hình ảnh này chúng ta có thể nhận diện được đây là con mèo. Vâng, con mèo. Và với chất lượng hình ảnh cao hơn, chúng ta thấy con mèo rất là rõ ràng, với hình ảnh màu nữa rất là đẹp. Tuy nhiên, mục đích của chúng ta trong thực hành lâm sàng đó là mục đích chẩn đoán hay là mục đích tìm hình ảnh đẹp? Thì rõ ràng là chúng ta cần chẩn đoán. Vậy thì nếu như một trang trang cần trang bị một thiết bị để chẩn đoán thì với một cái máy siêu âm cho chúng ta hình ảnh vừa đủ xem, không cần màu. Ví dụ trong chẩn đoán con mèo hay con chó thì chỉ cần máy năm cho hình ảnh 5 KB hoặc 10 KB là đạt rồi. Chúng ta không nhất thiết phải sử dụng cái máy tới 6 mê. Cái máy 6 mê này cái chất lượng nó sẽ phải cao hơn cái máy 10 KB này tới 600 lần hay là gấp 1.200 lần so với hình ảnh 5 KB. Theo như tác giả Lee Stanley thì trong hồi sức cấp cứu chúng ta chỉ cần một cái máy siêu âm trắng đen đơn giản. Đây là cái máy siêu âm mà tác giả sử dụng trong cái nghiên cứu Blue Protocol để chẩn đoán nguyên nhân siêu cấp. Thì đây là máy sản xuất năm 1992. 1992 có nghĩa là kỹ thuật nó rất là đơn giản, một máy trắng đen. Và chúng ta thấy đặc điểm của nó nổi bật đó là nó nhất rất là gọn. Bình thường chúng ta sẽ để đầu giò ở hai bên chẳng hạn, nhưng mà cái máy này tác giả để ở giữa, mục đích là để cho dễ đẩy, dễ luồn vào giữa các băng ca. Và một điểm nữa, ở đây chúng ta thấy có hai chai, một chai là chai gel, một chai là chai để sát khuẩn. Ở Việt Nam chúng ta hầu như là mình không thấy các bác sĩ siêu âm thực hiện sát khuẩn cho bệnh nhân trước và sau khi siêu âm. Nhưng bên nước ngoài người ta đặc biệt chú ý tới vấn đề này để chống lây nhiễm chéo. Và bàn phím ở đây là bàn phím phẳng để dễ lau chùi sát khuẩn. Và phía dưới chúng ta có thể để các dụng cụ thiết bị hỗ trợ cho chúng ta làm thủ thuật hoặc là để chúng ta có thể giở tài liệu ra khi cần thiết. Và quan trọng nữa là bốn bánh xe phải chắc chắn để giúp chúng ta đẩy đi siêu âm tại giường. Chúng ta bắt đầu đi vào giải phẫu siêu âm phổi. Siêu âm phổi người ta sẽ chia ngực ra, mỗi bên ngực làm 6 vùng, giới hạn bởi phía trước là đường giữa xương ức, phía sau là đường nách trước và đường nách sau. Và người ta sẽ phân cái khoang liên sườn 5 ra làm vùng phía trên và phía dưới. Như vậy, mỗi bên ngực sẽ có 6 vùng và hai bên ngực sẽ có 12 vùng, gọi là vùng trước, vùng bên, vùng sau và phía trên và phía dưới. Về cái cách đặt đầu giò, cách mặt cắt thì người ta có hai mặt cắt, đó là mặt cắt dọc, đây là mặt cắt dọc và mặt cắt ngang. Mặt cắt dọc ở đây không phải là đi dọc theo song song với lại xương ức hay trục dọc cơ thể, mà dọc ở đây là dọc để vuông góc với lại hai xương sườn trong một cái khoảng gian sườn. Thì tùy theo sở thích và sở thích của mỗi người thôi, có người thì thích cắt dọc, có người thích cắt ngang, tùy. Nhưng mà với mình thì thường mình thích cắt dọc, cắt
đọc như thế này, tại vì nó có hai xương sườn hai bên, nó sẽ là cái mốc giải phẫu để chúng ta nhìn thấy cái đường màng phổi. Lát nữa chúng ta sẽ học tới cái dấu bát dài, nó giúp chúng ta dễ dàng nhận diện được cái mốc giải phẫu. Tuy nhiên với những bệnh nhân mà gầy, ví dụ như là gầy trơ xương, gọi là gầy trơ xương, thì cái khoảng gian sườn này sẽ lõm xuống phía trên là hai cái xương sườn, thì khi đó chúng ta đặt đầu dò và sẽ rất là khó quan sát. Thì lúc đó mặt cắt nằm ngang giữa hai xương sườn này lại trở nên là u viện. Nói chung là tùy theo mỗi người, có thể cắt dọc hoặc có thể cắt ngang, nhưng mà chú ý dọc ở đây là vuông góc với lại hai xương sườn, chứ không phải là dọc theo mặt phẳng dọc của cơ thể. Chúng ta đi vào các nguyên lý cơ bản của viêm phổi. Thì như chúng ta đã biết, khí là kẻ thù của siêu âm, thì nguyên tắc trong siêu âm phổi cũng vậy, khí thì không thể thấy trên siêu âm, và hình ảnh giả artifact nó sẽ được tạo ra bởi hai mặt cách phân cách có trở kháng âm khác nhau. Khi mà chúng ta thấy được bạn của siêu âm có nghĩa là bệnh nhân nó có bất thường, tại vì bình thường phổi của bệnh nhân chiếm tới 95% là khí. Khi mà chúng ta thấy có cái gì đó mà giúp cho tia siêu âm đi qua có nghĩa là có bất thường. Và một số nguyên lý, thứ nhất, lồng ngực là vùng khí và dịch trộn lẫn với nhau. Như đã nói, bình thường thì tỷ lệ khí dịch là khí chiếm 95%. Tuy nhiên có những bệnh lý nó làm cho tỷ lệ này nó thay đổi. Ví dụ bệnh nhân có tràn khí màng phổi thì khí gần như là 100% khi mà sóng siêu âm đi vào. Hoặc bệnh nhân có tràn dịch màng phổi thì dịch gần như là 100% khi sóng siêu âm khảo sát vùng ngực. Nếu bệnh nhân có phù phổi chẳng hạn thì tùy theo giai đoạn, ví dụ phù phổi giai đoạn mô kẽ thì tỷ lệ dịch tăng tăng lên, nhưng mà phù phổi mà giai đoạn phế nang thì lượng dịch nó sẽ nhiều hơn nữa. Thì tùy theo loại bệnh, tùy theo mức độ mà cái tỷ lệ này nó sẽ khác nhau, nó sẽ cho ra chúng ta những hình ảnh khác nhau. Và các bệnh lý của phổi là dựa trên phân tích artifact. Hầu như các bệnh lý ở phổi chúng ta sẽ học sau, các dấu hiệu của nó đều là hình ảnh giả, trừ một số trường hợp như là bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi thì chúng ta có thể quan sát trực tiếp, còn lại đều là phân tích hình ảnh giả để đưa ra chẩn đoán. Và tất cả các dấu hiệu đều bắt đầu từ đường màng phổi, thì cái này là rõ ràng. Sóng siêu âm đi qua thành ngực và tiếp xúc đầu tiên là đối với đường màng phổi. Nếu phía dưới bệnh nhân là các phế nang trong tình trạng bình thường thì sóng siêu âm sẽ bị phản hồi ngược trở lại, thì hầu như chúng ta chỉ thấy được đường màng phổi mà thôi. Và phổi là một cơ quan động, cơ quan sinh tồn lớn nhất trong cơ thể, và bệnh nhân còn sống thì phổi lúc nào cũng sẽ phải di động, vì thế mà các dấu hiệu đều là động. Và khi chúng ta thấy dấu hiệu tĩnh có nghĩa là bệnh nhân không còn nữa. Và cũng chính vì thế mà trong bài giảng của mình soạn chủ yếu là các video, chứ còn nếu mà đưa hình ảnh chết thì rất là khó để mà giúp mọi người hiểu được. Và một đặc điểm nữa đó là hầu hết các dấu hiệu cấp tính của lồng ngực đều liên quan đến bề mặt. Và các tác giả đã nghiên cứu cho thấy rằng, ví dụ như bệnh nhân bị viêm phổi, bệnh nhân bị OAP, thì ngay từ giai đoạn sớm, cái lớp màng phổi của bệnh nhân, tức là lớp màng cuối thành, màng cuối tạng, nó đã bắt đầu có dấu hiệu của tổn thương, nó đã có sự thay đổi. Thì cái này từ từ chúng ta sẽ hiểu cái nguyên lý này. Và ở đây chúng ta sẽ bắt đầu bằng dấu hiệu đầu tiên, đó là dấu Bechstein hay còn gọi là dấu con rơi. Cái dấu này nó chính là cái mốc giải phẫu để chúng ta nhận diện cái đường màng phổi, nhận diện được các cấu trúc của phổi. Xin nhắc lại về vấn đề giải phẫu. Đầu tiên sóng siêu âm sẽ đi qua lớp lớp da, lớp mỡ dưới da. Đây, lớp da, lớp mỡ dưới da, sau đó là lớp cơ thành ngực. Đây là lớp cơ thành ngực. Và nếu sóng siêu âm đi vào xương sườn thì sóng siêu âm không để xuyên qua được, thì nó sẽ để lại hình ảnh bóng lưng ở phía sau. Và phía dưới xương sườn một chút xíu, khoảng 0.5 đến 1.5 cm, chúng ta thấy một cái đường tăng sáng, nó chính là đường màng phổi. Đường màng phổi này trong điều kiện bình thường nó chính là màng phổi thành và màng phổi tạng hợp lại. Trong một số bệnh lý, ví dụ tràn khí màng phổi, thì chúng ta chỉ thấy được cái màng phổi thành, thì khi đó cái đường màng phổi này nó sẽ có dấu hiệu khác so với tình trạng bình thường. Thì từ từ chúng ta sẽ học tới những dấu hiệu đó. Và giữa hai cái xương sườn, nó là lớp cơ cơ gian sườn, đây là cơ gian sườn,
với tình trạng bình thường sóng siêu âm khi đến đường màng phổi, vì ở dưới này đa số là khí nên sóng siêu âm sẽ bị phản hồi ngược trở lại, nên phía dưới này sẽ là hình ảnh giả hay còn gọi là hình ảnh soi gương của cái thành ngực. Ở đây chúng ta để ý sóng siêu âm đi vào gặp hai xương sườn hai bên tạo thành hình bóng lưng hợp với lại cái đường màng phổi phía dưới, hình ảnh nó nhìn giống như là dấu con rơi, giống như con rơi, nên ở đây các tác giả gọi là dấu bát sai hay là dấu con rơi. Đây chúng ta xem sóng siêu âm đi tới xương sườn sẽ bị phản hồi ngược trở lại tạo hình ảnh bóng lưng phía dưới, và sóng siêu âm và dưới cái bóng lưng của hai xương sườn khoảng 0,5 đến 1 cm chúng ta sẽ có một cái đường tăng sáng, nó chính là đường màng phổi. Đây là dấu hiệu rất là quan trọng chúng ta cần phải biết. Đây là dấu Bechstein. Vâng, mình xin kết thúc phần đại cương ở đây. Và để tiện theo dõi, các bạn có thể nhấn subscribe, nhấn đăng ký trên cái channel YouTube của mình để tiện theo dõi. Mình sẽ thực hiện phần 2 trong thời gian rất sớm. Các bạn nhấn subscribe để có thể khi nào có sẽ có thông báo gửi đến cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn.